Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, tiến độ thi công mới nhất ngày 14 tháng 4 năm 2023. Cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết dài hơn 100 km, tổng vốn đầu tư hơn 10.853 tỷ đồng, khởi công tháng 9 năm 2020, lũy kế tới nay sản lượng thi công đạt gần 82% giá trị hợp đồng. Hiện tuyến chính cơ bản đạt tiến độ, chỉ còn một số đoạn thi công giải nhựa mặt đường. Tuy nhiên, hệ thống đường gom, đường ngang và hệ thống an toàn giao thông đang thi công dở dang. Để đưa cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết vào khai thác trước 30 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu thường trực ở công trường để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo nguồn tài chính trong quá trình thi công, đặc biệt 3 gói thầu đang chậm gói thầu 2, 3, 4. Trong đó, các nhà thầu ưu tiên máy móc, nhân lực hoàn thiện các công việc còn lại trên tuyến chính, các nút giao, cầu vượt, hoàn thiện thủ tục để đảm bảo mục tiêu đưa tuyến chính cao tốc vào khai thác trong tháng này. Với một số vị trí cầu vượt cao tốc, đường dân sinh thuộc cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, chủ đầu tư cho hay không thể hoàn thành trước thời điểm đưa tuyến chính vào khai thác. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với địa phương để có phương án tổ chức giao thông như bố trí đi đường gom về các hầm chui, cầu vượt dân sinh lân cận,